Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Việt Nam Cộng Hòa từng được Mỹ hy vọng sẽ là chỉnh thể chống cộng kiểu mẫu tại châu Á của Washington. Tuy nhiên, trái với hy vọng của người Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa tràn đầy rối loạn và những mâu thuẫn gay gắt từ tôn giáo cho tới xã hội. Phật giáo đối đầu với Công giáo, cư dân gốc Nam hầm hè với dân di cư Bắc vào năm 1954, dân sự đụng độ quân sự, nội đô khinh xẻ ngoại thành, người Kinh bài xích người dân tộc thiểu số. Những năm 1960-1965 là giai đoạn cực kỳ bất ổn của nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa với hàng loạt vụ đảo chính do giới quân sự tiến hành. Tình thế có vẻ ổn định hơn khi Nguyễn Văn Thiệu trở thành quốc trưởng và Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng vào năm 1965. Nhưng rồi, chính cuộc đấu đá giữa tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu đã cuốn miền Nam vào vòng xoáy tranh đấu mới mà sau này người Mỹ bình luận lại rằng đã không giúp được gì cho việc chống cộng mà lại làm Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng sụp đổ hơn. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ dù là kình địch trên chính trường nhưng lại chia sẻ tiểu sử hoạt động và cuộc đời binh nghiệp khá tương đồng. Cả hai cùng phục vụ người Pháp, được cân nhắc khi người Mỹ tới và tích cực sử dụng ảnh hưởng quân đội để tiến hành đảo chính. Là một trong những sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng không quân quốc gia do Pháp tài trợ, Kỳ đã được thăng cấp nhanh chóng và nhận được sự ưu ái của cả Pháp và Mỹ. Đến năm 1964, Kỳ là tư lệnh lực lượng không quân, vị trí cho phép Kỳ tham gia và đóng góp vai trò không nhỏ trong nhiều âm mưu đảo chính quân sự sau đó. Năm 1965, chỉ mới 35 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ đã nắm giữ chức vụ Thủ tướng. Nhưng vị trí này có ảnh hưởng hết sức hạn chế, không làm thỏa mãn tham vọng quyền lực của vị tướng trẻ có xuất thân từ miền Bắc. Nguyễn Văn Thiệu với niên kỷ không quá dài hơn Nguyễn Cao Kỳ cũng sớm nổi danh vào đầu những năm 1950. Khi phục vụ dưới chính quyền thân Pháp đụng độ với quân Việt Minh vùng đồng bằng sông Hồng. Trước và cả sau khi Diệm bị hạ sát, cương vị tư lệnh của sư đoàn 5 của Nguyễn Văn Thiệu có sức ảnh hưởng hết sức to lớn với chính quyền Sài Gòn, bởi địa bàn hoạt động của sư đoàn 5 là cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Sài Gòn. Ảnh hưởng này biến Thiệu trở thành mắt xích quan trọng trong các cuộc đảo chính dự kiến dưới thời Ngô Đình Diệm. Dù vậy, Nguyễn Văn Thiệu cũng hết sức khéo léo hoặc từ chối hoặc phản đối chúng cho tới việc loại trừ Ngô Đình Diệm là điều không thể tránh khỏi. Dù là công thần hàng đầu trong việc tống cổ Ngô Đình Diệm, nhưng vị thế của Thiệu lại gặp khá nhiều trắc trở sau khi trực tiếp đấu đá tranh giành quyền lực với tướng Nguyễn Khánh. Khi Nguyễn Khánh ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ bằng việc hỗ trợ Kỳ thăng chức nhanh chóng, Thiệu cũng không ngần ngại thể hiện sự khó chịu và thái độ thù hằn với bộ đôi này. Nhưng Thiệu cũng không phải chờ đợi vận may của bản thân quá lâu. Sau khi Khánh và một loạt các tướng lĩnh cao cấp khác sa cơ vào mùa xuân năm 1965, vị trí Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia đường hoàng rơi vào tay Nguyễn Văn Thiệu. Ngoài những điểm tương đồng trong cuộc đời binh nghiệp và việc hăng hái tham gia đảo chính, Thiệu và Kỳ gần như là hai con người hoàn toàn đối lập. Trong góc nhìn của phe Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ là hiện thân của màu mè, bóng bẩy, bốc đồng và ngông cuồng. Kỳ để tóc theo phong cách tay chơi, khoác lên mình một khăn hàng hiệu màu tím và cặp kính hàng không, kè kè bên người vợ, vốn là một tiếp viên hàng không với phong cách lòe loẹt không kém. Tại Sài Gòn, chẳng ai lạ với hình ảnh một tư lệnh táo bạo, liều lĩnh nhưng cũng là một tay mê cờ bạc và đá gà có tiếng của Nguyễn Cao Kỳ. Ngược với Kỳ, Thiệu luôn sống cẩn trọng và khép kín, đặc biệt sau những gì xảy ra với Ngô Đình Diệm mà trực tiếp thò một tay trong đó. Nguyễn Văn Thiệu tích cực xây dựng hình tượng bản thân là người đàn ông chuẩn mực của gia đình với sở thích khiêm tốn trong chính trường và cư dân Việt Nam Cộng Hòa. Nếu có thể, Nguyễn Văn Thiệu cũng hết sức tránh xa truyền thông và những thị phi đầy rẫy của chính trường Việt Nam Cộng Hòa. Không dừng lại ở các xung đột về tính cách, mối quan hệ chẳng lành giữa Thiệu Kỳ đại diện và chi phối rất nhiều các mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Cao Kỳ với lối sống hào phóng nhận được sự mến mộ từ đội ngũ sĩ quan trẻ, những người chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ đang dần lan tràn vào miền Nam vào thời điểm đó. Với xuất thân công giáo từ miền Bắc, Kỳ còn nhận được cảm tình đặc biệt là tầng lớp miền Bắc di cư năm 1954, lực lượng chống cộng cực đoan và cuồng nhiệt nhất mà Sài Gòn nắm trong tay thời bấy giờ. Nhưng cũng bởi vậy, Kỳ không được lòng một bộ phận chính khách và cư dân miền Nam bởi những lo sợ về việc quyền lực chính trị sẽ dần rơi hết vào tay người miền Bắc. Kế với đó, mối quan hệ nồng hậu với người Mỹ và việc Sài Gòn ngày một phụ thuộc vào sự can thiệp về kinh tế và quân sự của Washington cũng làm mếch lòng nhiều nhóm thụ cửu miền Nam.
Ở chiều hướng ngược lại, bối cảnh của Nguyễn Văn Thiệu không quá khá khẩm. Việc xuất thân từ một thị trấn nhỏ miền Trung cản trở rất lớn tới Thiệu trong việc giành được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Sống khép kín và cẩn thận nên Thiệu không quảng giao và có danh tiếng lan rộng như Nguyễn Cao Kỳ. Các lực lượng tôn giáo mà chủ yếu là phe Phật giáo và phe Công giáo cũng rất đề phòng việc Thiệu cải đạo sang Công giáo. Những người ủng hộ Thiệu thường chọn Thiệu là vì như thế tốt hơn là phải ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ, và việc này cũng góp phần không nhỏ tới việc phá tan quan hệ giữa Thiệu và Kỳ. Sau cái chết của Diệm, CIA cũng rất chú ý tới hai nhân vật đang dần thâu tóm sạch quyền lực tại Sài Gòn. CIA kết luận rằng Nguyễn Văn Thiệu là người thận trọng, đa nghi quá mức cần thiết. Trái lại, Nguyễn Cao Kỳ rất dễ nắm bắt được bởi vì nhiều nhân sự thân cận của Nguyễn Cao Kỳ có quan hệ với CIA. Theo CIA, Nguyễn Cao Kỳ là một phi công giỏi, có khả năng lôi kéo người khác nhưng không có kinh nghiệm quản lý và thích làm chuyện giật gân, nguy hiểm. Việc dùng ai thì CIA để ngỏ bởi còn có quá nhiều nguy cơ. Mối thâm thù của Thiệu và Kỳ dần dần thâm nhập khắp giới chính trị Nam Việt Nam vào giữa những năm 1960. Với việc bộ máy quân sự và dân sự chia rẽ nội bộ và các sĩ quan hay công chức bị ép phải tuyên bố trung thành với một bên. Thiệu cũng không lép vế với hai trong số các tư lệnh vùng và tham mưu trưởng quân đội đứng ra ánh sáng để ủng hộ. CIA và Đại sứ quán Mỹ đánh tiếng có ý ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu nhằm kiềm chế Nguyễn Cao Kỳ. Một loạt chính khách và nhân vật có ảnh hưởng tuyên bố là người của Kỳ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, Đô trưởng Sài Gòn và đặc biệt là Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ, như một cách Washington gián tiếp thể hiện thái độ. Sau hội trường, các phe phái từ cả hai nhóm đều bận rộn với các âm mưu, thủ đoạn, giành lấy các chức vụ trong một môi trường mà các cáo buộc và việc đâm sau lưng trở nên phổ biến. Danh tiếng của các chính khách hai bên và các câu chuyện lưu truyền rất đa dạng. Tại miền Nam, qua các sự đồn đại mà cả hai phe Thiệu Kỳ tung ra, một chính khách hay một quan chức vừa có thể là nhân vật xuất chúng, tấm gương mẫu mực, vừa có thể là phường tham nhũng, buôn lậu hay buôn bán heroin. Xã hội miền Nam ngày một rối loạn trong những năm 1964-1967. Cuộc nổi dậy lần thứ hai của các Phật tử khiến chính quyền Sài Gòn phải mất nhiều tuần liền chiến đấu trên các con phố ở miền Trung để phục hồi quyền kiểm soát. Các vụ trả đũa và tranh chấp quyền lực trong giới quân sự mới giữa người miền Bắc và người miền Nam gây ảnh hưởng tới Sài Gòn không kém gì các nguy cơ đến từ những người cộng sản. Đối mặt với áp lực xã hội ngày một gia tăng, cuối cùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải tổ chức bầu cử Tổng thống và khôi phục Quốc hội trong bối cảnh không ai tin cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trung thực. Cuộc đấu đá giữa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ tiến đến giai đoạn căng thẳng vào năm 1967. Nguyễn Cao Kỳ thể hiện sự chủ động nhiều tháng trước khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu bằng đe dọa, kiểm duyệt báo chí, quấy rối có chủ đích và điều chuyển những người ủng hộ các đối thủ của mình đến các khu vực do Cộng sản kiểm soát. Ngoài ra, Kỳ cũng bảo trợ cho các nhân vật chủ chốt của các tôn giáo và sắc tộc để đổi lại việc họ sẽ cử người đến các điểm bỏ phiếu ủng hộ ông. Gần như bị động, Thiệu đã lên án Kỳ mạnh mẽ với người Mỹ. Thiệu cũng đe dọa sẽ sử dụng các nguồn lực quân sự để tiến hành một cuộc đảo chính nếu cuộc bầu cử diễn ra không minh bạch. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng từ đó bị cuốn sâu hơn vào sự đấu đá giữa Thiệu và Kỳ, khiến các hoạt động khác của quân đội bị đình trệ. Cuối cùng, giới cho bu quân sự Việt Nam Cộng Hòa quyết định yêu cầu sắp xếp một cuộc họp bí mật để giải tỏa tình thế. Cuộc họp đã diễn ra trong vài ngày, kết thúc với những chỉ trích, buộc tội lẫn nhau. Vào thời khắc quyết định, một người trung thành của Kỳ thừa nhận sự thất vọng với sự gian dối quá đà trong chiến dịch tranh cử của Kỳ. Chỉ chờ có thế, Thiệu nhanh chóng giành được sự ủng hộ. Khi tất cả được dàn xếp, Thiệu là người chiến thắng, Kỳ chấp nhận xuống nước với đề cử cho chức phó tổng thống. Điều này làm giật mình giới quan sát khi đứng đầu liên danh tranh cử tổng thống toàn người của giới quân sự. Quyết định này, theo như giải thích của Nguyễn Cao Kỳ, rằng làm vậy là vì quyền lợi quốc gia, và Nguyễn Văn Thiệu đồng ý sau khi đắc cử chỉ là tổng thống bù nhìn với mọi quyền hành đều giao cho Nguyễn Cao Kỳ. Washington không hài lòng với kết quả này và càng bực tức hơn khi kết quả bầu cử đều toàn người của quân đội chiến thắng. Kết quả chiến thắng khiêm tốn 34% tổng số phiếu cho liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ rõ ràng thể hiện sự bất mãn của công chúng. Nhưng đối với các tướng lĩnh thì việc này cũng không có gì đáng nói, miễn là chiến thắng. Dự định các bên dân sự tham gia chính quyền nhằm giải quyết các mâu thuẫn xã hội của Washington chính thức và sọt rác. Kết quả bầu cử được các cố vấn Mỹ đánh giá là thảm họa chính trị, càng tách người dân miền Nam khỏi chính quyền Sài Gòn,
bởi chính quyền Sài Gòn trước hay sau bầu cử vẫn do bên quân đội nắm trọn và người dân thì vẫn ghét cay ghét đắng chính quyền bị chi phối quá nhiều bởi quân đội. Mặc dù Thiệu giành được chức Tổng thống vào tháng 10 năm 1967, vị trí của ông ta vẫn chưa được đảm bảo. Mối quan hệ căng thẳng tiếp tục trở lại quỹ đạo cũ. Cuộc đụng chạm đầu tiên phải kể đến là khi đài truyền hình NBC muốn phỏng vấn Thiệu và Kỳ trong chương trình Meet the Press. Nguyễn Văn Thiệu nói với NBC rằng chỉ cần phỏng vấn Tổng thống là đủ và điều này khiến Nguyễn Cao Kỳ nổi giận, buộc NBC phải tìm cách khuyên Nguyễn Cao Kỳ kiềm chế. Mỹ lo ngại sự thể này có thể là Nguyễn Cao Kỳ từ chức Phó Tổng thống hay tệ hơn là công khai cạnh tranh với Nguyễn Văn Thiệu. Bị ám ảnh về bóng ma của các cuộc đảo chính, một công cụ hàng đầu của Kỳ, Thiệu tìm cách vô hiệu hóa đối thủ của mình bằng cách giành sự ủng hộ của người Mỹ. Đóng vai một chính khách có trách nhiệm và tuyên bố giữ vững hiến pháp mới, Thiệu ngấm ngầm thể hiện với Washington rằng các mưu đồ mới ở Sài Gòn sẽ làm mất đi sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến mà người Mỹ đang có dấu hiệu xa lầy. Mặt khác, Thiệu cũng tập hợp được một nhóm người ủng hộ trong Quốc hội mới, thông qua việc nhấn mạnh các lợi ích chung hoặc đánh vào lòng tham của các quan chức Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị choáng váng bởi các đòn tiến công của quân giải phóng vào Tết Mậu Thân 1968, Thiệu tận dụng triệt để cơ hội này để thay thế các tay chân thân cận của Kỳ trong quân đội, tại sân bay, hải quan và các hãng tàu. Cú hạ đo ván đến từ một tai nạn lạ lùng. Vào tháng 6, một tàu pháo Mỹ có trực thăng tuần tra khu vực phố tàu ở Sài Gòn bắn nhầm một quả tên lửa, thiêu rụi em rể của Kỳ. Các chỉ huy cảnh sát của Sài Gòn và Chợ Lớn cùng 4 quan chức cảnh sát cấp cao khác, tất cả đều là những mắt xích quan trọng và thân tín của Nguyễn Cao Kỳ. Vụ tấn công khiến dư luận xì xào, Thiệu mới là con cưng của Mỹ trong mắt đa số cư dân miền Nam. Giữa lúc đó, với sự hỗ trợ tiền bạc của CIA, Đặng Đức Khôi, một người thân tín của Nguyễn Cao Kỳ và có nhiều quan hệ với CIA, đã giúp Thượng nghị sĩ Trần Văn Đôn, một cựu tướng lĩnh, thành lập mặt trận cứu nguy dân tộc, ra mắt vào ngày 18 tháng 2 năm 1968. Dù trung thành với Nguyễn Cao Kỳ, nhưng Khôi cũng nghĩ rằng việc đối đầu giữa Thiệu và Kỳ cần chấm dứt và Mỹ hy vọng mặt trận sẽ làm việc với Thiệu. Tuy nhiên, Tổng thống Thiệu không trông chờ mặt trận cứu nguy dân tộc vốn do người của Kỳ kiểm soát sẽ ủng hộ mình nên đã xúc tiến thành lập một phong trào khác lấy tên là Lực lượng Tự do Dân chủ, ra mắt tại Sài Gòn vào tháng 3 năm 1968. Những động thái này không khác nào hai phe lại chính thức dương cung bạt kiếm để tuyên chiến với nhau, khiến các cố vấn Mỹ hết sức đau đầu. Bất cứ động thái nào của người Mỹ cũng sẽ nhận lại thái độ nghi hoặc của Tổng thống Thiệu. Tháng 6 năm 1968, Nguyễn Văn Thiệu hoàn tất chương trình cô lập Nguyễn Cao Kỳ. Các nhân vật thân cận Kỳ và đa số làm việc với CIA đều bị gạt ra khỏi các chức vụ then chốt và CIA lúng túng vì thiếu người trung thành hợp tác làm việc. Thành phần CIA đã móc nối còn làm việc cạnh Thiệu đều là người không đáng tin. Quyền lực lên cao kéo theo thói nghi ngờ của Nguyễn Văn Thiệu ngày càng trầm trọng theo đà khiêu khích của Nguyễn Cao Kỳ. Với việc ảnh hưởng và quyền lực bị thu hẹp, Kỳ quay sang đả kích chính trị. Các chiêu trò mị dân đó rất phong phú vì chính Nguyễn Cao Kỳ không lạ gì với các thủ đoạn chính trị. Kỳ cáo buộc Thiệu lãnh đạo yếu kém và thờ ơ với nạn tham nhũng và sự băng hoại xã hội nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người dân. Nguyễn Cao Kỳ thẳng thắn trả lời với truyền thông rằng 10 lãnh đạo thì có đến 9 người tham nhũng. Kỳ lên tiếng hệt như lãnh tụ Hồ Chí Minh của miền Bắc rằng miền Nam cần một cuộc cách mạng và cần những đạo luật mới đem quyền lực đến cho dân nghèo. Các áp lực vô hình tới từ Nguyễn Cao Kỳ khiến Thiệu dần dần có những hành động tự dẫm vào chân mình, tự làm giảm uy tín với người dân miền Nam và các đồng minh khác. Tháng 10 năm 1968, một tờ báo Công giáo đăng tải tiên đoán của một thầy bói nổi tiếng tại miền Nam, cảnh báo rằng một cuộc đảo chính sẽ xảy ra vào cuối tháng. Thiệu không chần chừ đặt quân đội vào tình trạng báo động cao, bắt giữ các chủ báo và tu sĩ hàng đầu của phe Công giáo và đe dọa đóng cửa các tờ báo nếu dám bàn tán hay chỉ trích hành động của Tổng thống. Sự đề phòng của Thiệu ngày một trầm trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ hai vào năm 1971. Thiệu lợi dụng việc kiểm soát Tòa án tối cao và Quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử gây khó dễ cho các ứng viên. Trong cuốn Hồi ký, chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào, xuất bản ở nước ngoài vào năm 1985, Nguyễn Cao Kỳ kể lại, khi sắp bầu cử Tổng thống và nhiệm kỳ 4 năm của tôi sắp hết, tôi quyết định là dù ông Thiệu có muốn, tôi cũng không ứng cử Phó Tổng thống nữa. Không khí tại Sài Gòn căng thẳng về một cuộc đảo chính sắp diễn ra. Chính Nguyễn Cao Kỳ sau này từng thừa nhận,
trong một nước mà đảo chính đã trở thành cơm bữa. Dĩ nhiên là chúng tôi có thảo luận về khả năng làm đảo chính để lật đổ Thiệu. Tôi biết rằng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng ở không quân và đa số tướng lãnh trong quân đội, nhưng không thể nào giữ được bí mật bởi vì những người Mỹ còn lại vẫn liên lạc chặt chẽ với các đơn vị Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ mách Thiệu. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắn nhủ rằng Nhà Trắng không chấp nhận một cuộc xung đột công khai giữa Thiệu và Kỳ. Nhà Trắng chấp nhận Nguyễn Cao Kỳ có thể ra tranh cử để chống lại Thiệu. Washington nghĩ rằng việc ấy sẽ làm cho cuộc bầu cử có vẻ dân chủ hơn nhằm cứu vớt lại uy tín suy giảm của Việt Nam Cộng Hòa. Đại sứ Mỹ Bunker thậm chí còn xung phong lo tiền cho Nguyễn Cao Kỳ vận động bầu cử, dù trong mắt người Mỹ Kỳ không thể trúng cử. Tất cả chỉ để nhằm tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người dân và dư luận quốc tế. Nhưng những hành động này càng làm Thiệu thêm lo nghĩ. Các nỗ lực cản trở và đánh phá đối phương của Thiệu ngày một gia tăng. Thậm chí, văn phòng của Thiệu còn gửi thư hướng dẫn gian lận bầu cử đến các tư lệnh quân đội các tỉnh, khiến một quan chức phải ca thán rằng Thiệu đã viết ra những điều chỉ nên truyền miệng. Khi chiêu trò của Thiệu bị phơi bày, cả Kỳ và cựu tướng Dương Văn Minh đều đã giúp tư cách ứng cử viên để phản đối. Lúc này, lực lượng Cộng sản thò một tay nhằm khoáng tung vũng nước đục. Điệp viên Đặng Trấn Đức lúc này hoạt động dưới vỏ bọc tại Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo đã gợi ý Nguyễn Cao Kỳ đảo chính với lời hứa hẹn sẽ có được sự ủng hộ từ cộng đồng Phật tử. Một sự dàn xếp nhanh chóng được thiết lập giữa Nguyễn Cao Kỳ và Thượng tọa Thích Thiện Minh. Tuy nhiên, khi Nguyễn Cao Kỳ thăm dò động thái của Washington, người Mỹ dứt khoát không ủng hộ. Dương Văn Minh không chịu hợp tác. Nguyễn Cao Kỳ đề nghị, chỉ còn một cách thôi, Phật giáo cứ đưa phong trào lên, tôi sẽ nhân cơ hội đó đặt người Mỹ vào một chuyện đã rồi. Nhưng Thượng tọa Thích Thiện Minh vẫn một mực yêu cầu ngược lại. Nguyễn Cao Kỳ phải công khai xin lỗi Phật giáo, rồi làm đảo chính. Lúc đó Phật giáo sẽ đưa phong trào ra ủng hộ cuộc đảo chính này. Không thể dàn xếp, cuối cùng hai bên đều bỏ cuộc. Gần như không còn khả năng tranh chấp tại miền Nam, nhưng Nguyễn Cao Kỳ cũng không ngại đẩy phiền phức cho Nguyễn Văn Thiệu. Tháng 9 năm 1971, Nguyễn Cao Kỳ đã cho phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn mượn một ngôi nhà trong dinh phó tổng thống của Kỳ để làm trụ sở, chỉ huy cuộc đấu tranh chống bầu cử tổng thống lúc đó. Kỳ hào phóng bơm lựu đạn MK3 nhằm giúp phong trào đánh sập các phòng phiếu nhưng cũng không gây thiệt hại nhân mạng. Chiến dịch MK3 này đã làm rung chuyển dư luận. Dân chúng hoảng sợ không dám đi bầu, phóng viên nước ngoài suốt ngày đi canh chụp cảnh phá thùng phiếu. Thiệu điên tiết ra lệnh cho tổng nha cảnh sát lùng bắt hết số sinh viên tham gia chiến dịch này, trước hết là số cầm đầu. Trong tình cảnh xã hội rối loạn, trái với suy đoán của nhiều người, Nguyễn Văn Thiệu vẫn tiến hành một cuộc tranh cử không có đối thủ. Cuộc bầu cử tổng thống kết thúc với kết quả liên danh Thiệu Hương trúng cử với số phiếu trên 90%. Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington cho rằng cuộc bầu cử năm 1971 đánh dấu thời khắc việc tìm kiếm một mục tiêu quốc gia giàu sức sống cuối cùng đã bị thải loại để nhường chỗ cho sức mạnh của kẻ chuyên quyền. Hoàn thành trò vui chọc điên Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ rút về trại Phi Long, cố thủ với vai trò tư lệnh không quân. Các cuộc điều tra sau đó cũng không làm gì được vây cánh của Nguyễn Cao Kỳ nên bị treo vô thời hạn. Thắng cử, Thiệu lập tức phải đối mặt với các đòn tấn công của quân giải phóng qua chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ quân giải phóng, nhưng Thiệu không những không lo nghĩ mà còn sử dụng tình hình làm cái cớ để áp dụng các chính sách hạn chế khắc nghiệt lên các đối thủ chính trị. Không khí tại Sài Gòn ngày một ngột ngạt hơn. Sau khi rút lui khỏi vòng bầu cử tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, Nguyễn Cao Kỳ xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe Tổng thống Thiệu. Tuy nhiên với Nguyễn Văn Thiệu, về cơ bản Kỳ không còn có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió. Đối mặt với những bước tiến như vũ bão của quân giải phóng vào năm 1975, một cách trùng hợp và vô cùng hiếm hoi, Thiệu và Kỳ có cùng cách thức xử lý. Trong bài diễn văn từ chức, Thiệu tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ cầm súng tham gia chiến đấu. Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kể bên anh em chiến sĩ. Nguyễn Cao Kỳ phát biểu trước khoảng 6.000 người Thiên Chúa giáo Hữu Quỳnh vào xế trưa ngày 25 tháng 4 năm 1975 về chuyện phòng thủ Sài Gòn, rằng ông sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết. Những kẻ chạy theo Mỹ là hèn nhát. Phụ nữ và trẻ con sẽ được gửi đi đảo Phú Quốc, dân Sài Gòn sẽ ở lại chiến đấu.
ông còn tuyên bố Sài Gòn sẽ trở thành một Leningrad thứ hai. Nhưng những tuyên bố đó đã không được Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ thực hiện. Chỉ 4 ngày sau khi mạnh miệng, Thiệu đã bí mật lên máy bay thoát khỏi Sài Gòn vào đêm 25 tháng 4 năm 1975. Sáng ngày 29 tháng 4, từ Bộ Tổng Tham mưu, Nguyễn Cao Kỳ đã tự lái trực thăng UH-1 bay ra hàng không mẫu hạm Midway để di tản ra ngoại quốc, bỏ lại sau lưng những lời thề hứa chiến đấu quyết tử trước đó 4 ngày. Thay vì kiềm chế các tướng lĩnh bằng luật lệ, các cuộc bầu cử 1967-1971 lại bị lu mờ bởi mối thù hằn Thiệu Kỳ, một nhân tố không hề nhỏ góp phần vào thất bại chết người của chính quyền quân sự trong việc giành được tính chính danh về chính trị trong mắt công chúng. Mặc dù chỉ được các sách vở tiếng Anh về cuộc chiến miêu tả như là các âm mưu nhỏ nhặt trong một chế độ bù nhìn, sự đấu đá nội bộ trong chính quyền Nam Việt Nam đã lý giải cho sự sụp đổ của nhà nước này từ bên trong và rõ ràng không thể nào đảo ngược nhiều năm trước khi chiến tranh kết thúc.